đây là lễ hội của Long Đoại Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Đấy. Để sau khi người dân đã thắp hương cầu nguyện ở trên gian chùa chính rồi thì là người dân đã trở về theo lối phía tay phải từ trên chùa nhìn xuống, và bên kia là lối đi lên, đây là lối đi xuống. Đây là kia là nhà bia. Thế này là cổng tam quan. Đấy. Mời cả nhà mình ngắm quang cảnh xung quanh của ngôi chùa. Đấy. Đấy, xung quanh ngôi chùa là có những ngôi tháp được xây dựng. Đấy, ngôi tháp này là những ngôi mộ của các vị sư. Và đây. Đấy, chúng ta quan sát những ngôi tháp này là những ngôi mộ của những vị sư ở chùa. Sau khi các vị sư mất thì được chôn cất ngay tại trên đỉnh núi gần ngôi chùa chính. Đấy. Ở đây có cái gì đó cũng rất là tĩnh mịch. Rất là tĩnh mịch. Mà chúng ta ngắm quang cảnh của ngôi chùa, xung quanh của ngôi chùa. Hiện tại là đang ở phần vị trí là Kim Huệ đang ở phần trên đỉnh núi nơi xây dựng ngôi chùa. Mình ơi, có khi sang bên kia tí đi mình ơi. Vàng đây ạ. Vàng, hôm nay thì trời cũng mát mẻ hơn hôm qua. Và hôm qua là 39 40 độ. 40 được. 40 41 độ ấy. Mấy độ rồi. Hôm nay là thế là bà giỏi đấy, bà vẫn quay được. Vâng. Thì vâng. Bởi vì là bao nhiêu rồi? Em thì 57 ạ. Vâng. Vâng vâng. Lâu lâu thì một năm mới có một lần, và một năm mới có một lần là đi du lịch. Vâng. Long Đoại Sơn này thì cố gắng quay để làm kỷ niệm. Cũng là cô ở mấy đâu? Chúng em ở cũng cách đây độ chục cây thôi. Gần đây thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Lên đến đỉnh núi rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Chào con. Hoan nhảy đi chùa. Đi lên nó sang này mình ơi. Và em chào các bạn nhá. Và đây chúng ta tham quan lại ngôi nhà bia này. Đấy. Chuyển từ bên phải của ngôi chùa, ta bây giờ ta chuyển sang phía bên trái của ngôi chùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy, nếu không bảo mọi người chờ đây, anh hứa lên luôn. Bảo mọi người chờ đây. Dạ, đây chúng ta nhìn xuống phía dưới. Đây là cổng tam quan. À, đây là bên bên tay trái của ngôi chùa ngơi. Hiểu rồi. Đấy. Mời chúng ta lên bên ngôi chùa. Cũng ở phần trên đỉnh núi của chùa thế nhưng mà đấy. Chào em mình. Chị đi với anh. Ờ, chị đi với anh mà. Thế ạ? Ờ, bác à? Chào, chị ạ. Rồi. Ông đi có mình ấy em? Em đi với các bạn. Thế à? Ừ. Ừ. Thế đi nhá. Vâng, em ạ. Vâng, cứ ai xinh thì quay nhiều nhất. Bác đi cùng với chị em đấy á. Vâng, vâng. Không tầm này nó đang mát đấy, buổi lễ năm qua em này nắng rồi, buổi lễ năm qua rồi chúng em cũng vừa ở trong cái chùa chính kia, đèn đi cái nhang mà cho nên là nó nóng ra đây là nó đỡ. Bên này là ngôi chùa này, đây là mẫu à, chùa Thờ Mẫu ạ. Em đi em mà quay một chút, lâu rồi đấy. Các bác ở đây nhá. Đây là nơi thờ mẫu ạ. Tham quan xong rồi đền ngôi chùa mẫu, ngôi chùa Thờ Mẫu, và bây giờ chúng ta bắt đầu đi xuống tham quan xung quanh cảnh của ngôi chùa. Ở mã thế này, đi ngồi chạy đâu hết.
Vâng rồi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Nó lắm. À, đây là những bậc thang, thang đi xuống. Những bậc thang đi xuống ấy. Đây là cổng tham quan. Đánh con 43. Ôi giời ơi, đi lên chùa cầu khấn. Cầu khấn đánh đẻ của trên này. Trông này, các bạn này, phải ngồng hôm nay không thấy là đoàn đoàn đi thăm thôn Hà Nam. Chú nào? 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 Đây là cổng tham quan ạ. Thời tiết về chiều, trời chiều cũng thật là mát mẻ. Thời gian độ bây giờ khoảng độ 5:30 chiều, đúng là 17:30. Thời tiết là mặt trời chuẩn bị là chưa về được á, đi ngủ. Đấy. Thời tiết là chuyển sang rất là mát mẻ. Đấy. Chúng ta thấy rằng là cũng có rất là nhiều người dân là đi, thứ nhất là đi thắp hương tại chùa Long Đoại Duy Tiên Hà Nam, thứ hai nữa là cầu nguyện một năm là sức khỏe và bình an. Đấy, đây là sân chùa, nhìn từ cổng tham quan xuống ra đây thì là thời tiết là nó mát mẻ. Mát mẻ hơn ạ. Rất là đẹp. Và đây là chúng ta nhìn từ dưới lên. Nhìn từ dưới lên đây ạ. Đây là cổng tham quan. Đấy. Từ già đến trẻ là rất là nỗ lực vui. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là có rất là nhiều các em nhỏ, thanh niên, các em nhỏ được bố mẹ nó dẫn đi chơi. Rồi đây là những bậc thang đi xuống từ trên chùa chính là bắt đầu đi xuống.